vậy là ra ngoài là rảnh thôi. Thầy đó hả? Dạ. Thầy lầy á anh. Mới đi mua hồ sơ hay là đã dạy rồi? Không, em không có đâu, mấy này đã học chưa? Chưa, mới đi mua hồ sơ rồi. Thầy này là thầy giáo thôi, còn thầy dạy nhiều khác nữa anh ơi. Thầy giáo cũng phải đi học. Em phải mua hồ sơ đó. Thầy giáo dạy học ở trong mực này nó mới giòn nè. Này thơm phức luôn. Này con rể nó mang lại cho hẹn nè. Nó đi biển à anh? Nghe nhà đi mấy ngày mới vô chuyến hay là ngày nào cũng vô? Ngày chị kêu tháng. Ngày chị kêu về kêu điện thoại đi học lái xe đi. Điện thoại nó học nó làm thành phố mà. Sếp nó kêu là tại vì mình đầu sơ vô mình chưa học liền. 6 tháng sau mới học mà. Mà nó làm thành phố nó đâu có về được. Cho nó mới thì mình có mua em. Có sếp nó kêu là đi học đi rồi không cho mà. Khu chợ sản phẩm Cầu Thái Lam hợp lý là bán cái này tươi ngon và rẻ nữa. Đang chuẩn bị đây, cứ đó chạy lên đây đi. Hỏi rồi xoài mà thổi là cái đồng giá 15 thôi. Giờ nó mua trái cây gì mà đang chuẩn bị chín nhậu nó ngày nhậu nữa nè. Chuyên nghiệp ơi, mới nói chuyên nghiệp xong làm thất vọng quá. Mình dưới đó có đông không? Thầy giáo có một thầy nhà hai anh em chạy nhà anh đây đi quà đâu hả? Thử ăn xài cái chín thử ra ăn thử miếng coi ngồi không. Còn không thì tôi làm chứ còn bây giờ không đi được rồi. Chào 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 quay này nó không rung cái điện thoại không rủ cũng. Các bạn thấy chuồng bây giờ nó vàng ở trên bàn nó sắp chín nha các bạn. Nó thơm quá trời thơm luôn nè. Chuột chín là cái nó vàng nó xanh thịt lại các bạn thấy không, mỡ nó chảy nè. Cái này là béo tới luôn các bạn.
đừng có ăn đũa bốc chấm quẹt bậy, hai bên bậy, bậy. Bậy, bậy. Nó thơm thầy lắm đó, thầy giáo nó vậy đó thơm đó. Mình là khách đẹp thiệt, cảnh quay đẹp thiệt.